Xin chào mọi người đến với kênh channel của mình. Thành Nhân cho biết mình là một seller bán sách tay. Facebook của mình là Facebook Bay Cát. Còn không là các bạn vào cái bay của mình. Bay của mình là bay Super Gas. Nếu các bạn thì không ra Facebook và cái bay thì các bạn gặp vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Mình có dùng Zalo, mình có dùng iMessage. Các bạn muốn mua những mặt hàng nào thì các bạn gửi cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Quay lại video thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái blade đến từ thương hiệu Gucci. Rồi bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của cái blade này luôn nha. Đây thì trên tay mình làm một cái bốc của cái blade mọi người nè, nó mỏng đó mọi người nè. Thì cái bốc này do cái vận chuyển mọi người nó bị đè thành ra nó bị gãy khúc này, nhưng mà cũng không có sao mọi người ha. Rồi, ở bên trong thì nó sẽ có một cái build mọi người ha. Đây là cái build gift. Build gift thường thường nó sẽ có một cái mã số hay là cái mã code của cái túi hay cái sản phẩm thôi mọi người ha. Còn build gift là dạng như mình làm quà tặng đó mọi người, thành ra nó không có để giá đây. Và nó có một cái dust bag mọi người ha. Thì dust bag của thằng Gucci mọi người nè. Cái blood thì nó cũng khác mọi người ha. Túi thì nó sẽ khác, còn cái blood này thì cái dust bag cũng khác luôn. Rồi đây, thì hôm nay mình có cái blood này là phiên bản con hổ bay mọi người nè, thấy không? Thì thường thường cái hổ bay này mọi người rất là hiếm luôn. Bây giờ chỉ có một cái ở Việt Nam thôi mọi người, chắc chắn luôn. Bây giờ các bạn tìm ở đâu cũng không có hết trơn á. Bên mình đang có sẵn một cái blood của thằng Gucci luôn. Và cái này gọi là hổ bay mọi người nè. Đó, cái họa tiết monogram Gucci và hổ bay cũng là monogram mọi người ha. Và đây nó có một cái móc bằng dây xích nè mọi người nè. Thì cái này mọi người nè, nó làm bằng giả cổ luôn, thành ra là khi mà các bạn nhận nó các bạn sẽ thấy nó kiểu như là nó cũ mọi người, nhìn nó rất là cũ coi như là xài rồi đó, mà thật ra nó làm mới 100% nha mọi người. Đây nó cũng có một cái khóa mọi người nè, đó các bạn có thể mở ra để các bạn đeo vào tay á mọi người. Thì đa số mình thấy cái này đa số người ta cũng xách đi thôi, ít khi nào mà cũng có cầm lắm. Đa số thì bây giờ nữ cũng có xài những cái này mọi người nè. Cái box của thằng Louis Vuitton mọi người nó cũng có một cái bot đó, thì nó cũng giống như cái này. Thì cái này gọi là cái bot hoặc là cái blade cũng được mọi người ha, nhưng mà tùy theo các bạn gọi sao cũng được. Thì cái em này mọi người cái độ dày của nó sẽ hơi mỏng mọi người nè, còn cái bot của thằng Louis Vuitton đó mọi người nó sẽ to hơn một xíu. Và cái em này cũng có cái phiên bản mà gọi là ở trên thì nó sẽ nhỏ nhưng mà ở dưới nó sẽ to ra đó, nhưng mà cái em này là không có. Nhưng mà cái em này nó làm theo một cái form gọi là form đứng vậy luôn đó, các bạn thấy không nè, mặt trước mặt sau đều giống như nhau mọi người ha. Còn cái khóa này, cái khóa nó làm màu silver và làm giả cổ. Ở bên trong mọi người, ở bên trong thì nó sẽ làm bằng chất liệu bằng vải mọi người ha. Đây nè các bạn thấy không? Ở bên trong là khi mà các bạn mở ra bên trong nó sẽ có một cái ngăn. Cái ngăn này các bạn đựng được những cái đồ nào đó nó sẽ riêng biệt ra. Giống như các bạn đựng điện thoại đi, các bạn để vào đây. Còn ở bên trong này các bạn đựng những cái thứ gì, giấy tờ hay là tiền bạc gì đó cũng được mọi người ha. Khi mà mình mở bên trong là mình thấy rất là rộng nha. Còn bên hông này thì nó có những cái ngăn đựng thẻ nè, rất là tiện lợi luôn các bạn đã được. Đa số bây giờ các bạn dùng bằng thẻ mà ít khi nào mà các bạn dùng tiền mặt. Cái này mọi người mình thấy là đi họp hay là đi kiểu như là các bạn đi giao dịch gì đó, các bạn cần tiền giấy tờ hay gì đó các bạn xài em này vẫn ok luôn mọi người ha. Thì mình thấy mọi người cái size này nó cũng sẽ hơi to một xíu, thành ra mình nghĩ là nam mang cũng được mọi người hay, còn nữ thì phải cao cao một xíu. Cho nên mà nữ mà nhỏ quá các bạn ôm cái này nhìn nó sẽ không có đẹp mọi người ha. Thì hiện tại cái em hổ này là bên thật sự luôn, là các bạn tìm ở đâu cũng không có cho mọi người, nó có những phiên bản khác thôi. Còn cái em hổ bay này mọi người nè là cực kỳ đẹp luôn, các bạn thấy không, cực kỳ đẹp và cực kỳ hiếm luôn, chỉ có bên shop mình có thôi. Với cái giá là mười mấy triệu, các bạn thích thì các bạn nói cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Thì cái blade này mọi người các bạn có thể đựng được một cái iPad 11 inch mọi người nè, hoặc là iPad mini các bạn đựng vừa đủ mọi người, nó giống như là một cái khổ giấy A4, các bạn đựng được khổ giấy A4 cũng được mọi người ha. Thì ở bên trong thì nó sẽ ăn gian ở trong một xíu, nhưng mà mình nghĩ là khi mà các bạn để bên trong nó sẽ rộng ra mọi người, nó cũng ok. Các bạn xài một thời gian sau á nó sẽ rộng và nó sẽ kiểu như là nó sẽ nới ra thêm một xíu nữa thì các bạn đựng được đồ nhiều hơn nữa. Nhưng mà mình thấy cái em này rất là tiện dành cho những ai mà mấy anh mà hay mang một cái áo sơ mi á, hay kẹp những cái này đi mọi người nè, nhìn rất là tiện, rất là đẹp luôn. Hoặc là các bạn đi xe hơi á sẽ tiện hơn, các bạn móc vào tay cũng được nè. Nhưng mà cái em này thì các bạn kẹp như vậy đi á, thì các bạn cẩn thận nha, tại bây giờ ở Việt Nam mình thì cướp giật rất là nhiều, nên các bạn xài em này là các bạn phải cẩn thận ha. Đó, thì nếu mà mọi người thích cứ inbox cho mình đi ha, mình đang có sẵn em này luôn, hoặc các bạn tới cửa hàng của mình 914 các bạn 28 phường 5 quận Tân Bình thì mình đang có sẵn ở đây luôn. Nếu mà mọi người thích cái blade này, nếu mà mọi người thích cái video của mình, mọi người nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình và bấm chuông thông báo cái bên để nhận những video mới nhất của mình. Nhớ cho mình một đi bên TikTok. Rồi, bye bye, tạm biệt mọi người.